Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt Wi-Fi không dây N160X Winter này với cái phần mềm Haravan để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì cái máy này là cái máy in Wi-Fi không dây các bạn. Cái máy này nó sẽ kết nối với cái Wi-Fi ở nhà của các bạn, điện thoại các bạn kết nối với Wi-Fi này. Sau đó các bạn in cái hóa đơn thôi, các bạn chỉ cần gắm dây điện thôi, các bạn không cần phải gắm dây mạng LAN hay gì hết nha. Đó, nó sẽ kết nối Wi-Fi không dây với nhà của các bạn nha. Thì cái máy này sử dụng khổ giấy là 80mm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp giấy nè, cách test máy in nè và cách cài đặt cái Wi-Fi cho cái máy in này luôn nha. Trường hợp mà các bạn mua về, các bạn muốn đổi cái Wi-Fi hay như thế nào đó thì các bạn có thể thay đổi cái Wi-Fi ở nhà của các bạn nha, để các bạn có thể in được nha. Thì bên mình cũng có hỗ trợ cho các bạn nào mà muốn mua máy in đó, mà muốn cài đặt sẵn thì các bạn cung cấp cái Wi-Fi nhà của các bạn để bên mình cài đặt sẵn cho các bạn về. Các bạn chỉ cần cắm điện vào và lấy cái IP đó các bạn nhập vào cái phần mềm Haravan hay là bất cứ phần mềm nào các bạn in thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy nó đi kèm là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn. Và một cái máy nè, máy in X-Winter nè. Đây, và cọng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy nha các bạn. Ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha. Rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á, thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha. Hoặc là laptop á, còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái main. Đây, các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối Wi-Fi thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái Wi-Fi cho cái máy in này nó kết nối với Wi-Fi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha. Mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Sau khi tải về, các bạn được file nén như thế này ha. Các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Exact Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó, đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha. Mình vào SetNet nè. Rồi ở đây các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái Wi-Fi á, các bạn vào trong cái điện thoại, các bạn xem cái Wi-Fi của mình. Cái Wi-Fi mình đang sử dụng nè. Muốn in được á, là điện thoại mình kết nối Wi-Fi, máy in kết nối Wi-Fi, hai cái sử dụng một Wi-Fi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái Wi-Fi, ở mình ví dụ ở đây là mình cái Johnny Trần nè. Rồi mình vào chữ Y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè và cái default gateway nè. Ở trên này là các bạn thấy không, IP nè, IP address nè, network nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc .1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè. Ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn. Các bạn có mạng là .0, .1, .2, .3. Bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi, ok. Thì bây giờ ở đằng sau này á, thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á, nó rất ít
có cái thiết bị sử dụng, tại vì nó nằm gần cuối rồi đó. Rồi còn ở dưới đây các bạn, dưới đây là cái default gateway nè, cái nét mắt này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255 255 255, các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây chấm một các bạn đánh y chang luôn. Rồi bây giờ các bạn xuống dưới phần wifi router nè, chỗ wifi router này SSID á là cái tên wifi nha các bạn. Đây cái tên wifi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi xuống đây á là wifi cây nè. Rồi các bạn nhập cái mật khẩu vào, các bạn nhập chính xác nha. Rồi ở cái mã hóa nè, rồi ở cái mã hóa này á thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được. Nếu mà các bạn để nguyên á, nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BA2 nè, kiếp AS nè, BS gì nè, đó cái chỗ này nào các bạn đấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm setting on nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè, đó. Các bạn chờ xíu nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Để mình hướng dẫn các bạn bấm in test luôn nha. Ra cái tờ in test nó sẽ có tất cả các thông tin mà nãy giờ các bạn cấu hình. Rồi, sau khi cài đặt cái kết nối có wifi với cái main này rồi á, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái tờ giấy in test ra để các bạn lấy cái địa chỉ IP để các bạn nhập vào phần mềm để các bạn in nha. Thì hiện tại là máy đang mở nè, hiện đèn xanh nè. Bên này có cái công tắc nè, các bạn bấm tắt đi ha. Rồi một tay các bạn bấm giữ cái nút fit ở đây ha. Một tay các bạn bật cái công tắc lên nè. Cái đèn đỏ nó sáng rồi nó tắt á, rồi các bạn buông cái nút fit ra nha. Đó, các bạn buông nút fit ra nè. Nó sẽ in ra cái tờ giấy in test ha. Đó, nó in xong rồi nó cắt giấy luôn nè các bạn. Đây ha, đây là cái địa chỉ IP nè các bạn, 192.168.1.250 là cái địa chỉ IP này bên mình đã thiết lập sẵn rồi nha. Đó, rồi ok. Thì những bạn nào mà nhờ bên mình á cài đặt á thì mình sẽ để cái tờ giấy này bên trong cái hộp giấy này nè, các bạn lấy ra, các bạn lấy cái địa chỉ IP này các bạn nhập vào phần mềm để các bạn in nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập cái địa chỉ IP vào phần mềm Haravan để các bạn in cái hóa đơn nha. Rồi, bạn mở phần mềm Haravan lên nè. Các bạn tạo cái tài khoản, đăng ký cái tài khoản, mua cái tài khoản và các bạn vào cửa hàng nè, vào máy in nè, rồi thêm máy in nè, máy in wifi LAN nha các bạn. Rồi các bạn đặt tên máy in. Rồi các bạn nhập cái địa chỉ IP vô. Cái địa chỉ IP là cái địa chỉ 192.168.1.250 nãy các bạn. Đây nè, 192.168.1.250 ha. Tùy theo mỗi cái địa chỉ IP bên mình thiết lập nha các bạn. Các bạn xem trên tờ giấy đó, rồi các bạn nhập vào nha. Và mình thử nè. Rồi đây các bạn ha, in ra nè, mình in test nè, nó in ra nè. Đó, chữ rất là đậm và là nét luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình lưu lại, sau đó mình ra ngoài á, mình sẽ in thử cái hóa đơn nè. Mình lấy cái hóa đơn mình in thử nha. Rồi đây các bạn ha, thì đây là cái hóa đơn mình vừa in ra nè, khổ giấy 80mm nè. Ok, những bạn nào mà muốn mua máy in này đó, thì các bạn xuống dưới phần mô tả nha, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha, nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.